Hyun Bin bất ngờ thân mật bên Yuna, Son Ye-jin thể hiện thái độ với mẹ chồng. Tại sự kiện ra mắt phim cách đây không lâu, Yuna khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ tình cảm với bạn diễn Hyun Bin. Trong khi đó, diễn viên Son Ye-jin cùng ông xã Hyun Bin mừng sinh nhật mẹ nam diễn viên hôm cuối tuần, khiến dân tình chú ý. Trong loạt ảnh với các món ăn ngon đăng trên Instagram, diễn viên Son Ye-jin khoe khéo món tráng miệng ngọt với dòng chữ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, chúc mừng sinh nhật mẹ. Người chụp hình là Hyun Bin. Sinh nhật mẹ Hyun Bin cách đây vài ngày, Son Ye-jin đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho bà. Theo một nguồn tin, cả nhà ăn tối tại một nhà hàng đồ Tây cao cấp, giá cả nổi tiếng đắt đỏ ở Seoul. Gia đình Hyun Bin nổi tiếng kín tiếng, do đó việc Son Ye-jin hiếm hoi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật mẹ chồng khiến khán giả bất ngờ. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, ngay cả trước khi chính thức về chung một nhà, mẹ Hyun Bin đã rất ưng ý và vô cùng yêu quý Son Ye-jin. Cách đây không lâu, một bài viết trên trang Pan Hàn Quốc đã tiết lộ về mối quan hệ giữa Son Ye-jin với bố mẹ Hyun Bin. Theo nội dung bài viết, một người bạn thân của Son Ye-jin đã kể lại rằng cô nàng rất được lòng gia đình chồng, đặc biệt là mẹ Hyun Bin. Bà thường tự tay nấu những món ăn mà con dâu thích cùng những món ăn truyền thống cho đôi vợ chồng Son khi họ về nhà vào mỗi cuối tuần. Không những vậy, bà còn chuẩn bị thêm đồ ăn sẵn để Hyun Bin và Son Ye-jin mang về. Sau khi bài viết miêu tả về cuộc sống của Son Ye-jin với nhà Hyun Bin hậu kết hôn, netizen vẫn dễ dàng nhận thấy sự ấm áp và tình yêu thương mẹ chồng dành cho cô con dâu xinh đẹp. Cư dân mạng cũng không quên để lại lời ngưỡng mộ dành cho nữ diễn viên. Trong đám cưới của cặp đôi, bà cũng dành cái ôm tình cảm cho con dâu Son Ye-jin. Thậm chí nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ lại khoảnh khắc cực kỳ xúc động trong đám cưới Hyun Bin Son Ye-jin. Cụ thể, sau khi kết thúc phần lễ chính, Son Ye-jin đã dành những cái ôm thật chặt cho bố mẹ chồng. Đặc biệt, Son Ye-jin cũng ôm chặt mẹ chồng rất lâu. Chỉ với khoảnh khắc này cũng đủ biết mối quan hệ giữa Son Ye-jin và mẹ chồng cô vô cùng tốt. Trước những mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng tốt đẹp, tuy nhiên vừa qua, Hyun Bin lại được Yuna công khai tỏ tình. Nhiều cư dân mạng vô cùng tò mò liệu bà bầu Son Ye-jin có ghen. Trong talk show ngày 1 tháng 9 của đài KBS, có sự tham gia của khách mời là dàn diễn viên chính bộ phim Confidential Achievement 2 International như Hyun Bin, Yoo Ye-hin, Yoo Hae-in, Yoo Hae-jin, Yuna và Jin Sun-kyo. Khi MC bất ngờ đặt câu hỏi cho Yuna có ấn tượng gì về vai diễn người lính Triều Tiên của Hyun Bin trong Hạ cánh nơi anh, nữ diễn viên bất ngờ thốt lên và không ngại thừa nhận, tôi thực sự rất thích Hyun Bin. Sau khi nói xong, Yuna liền lấy tay che mặt vì ngại ngùng và những người có mặt tại đó cũng bật cười. Được biết, Son Ye-jin hiện bầu bí sửa soạn sinh con, Hyun Bin đang bận rộn giới thiệu tác phẩm mới. Trả lời phỏng vấn, anh nói hồi hộp chờ con chào đời, đồng thời nỗ lực kiếm tiền nuôi vợ con. Cảm giác vẫn cứ không thật, mọi người xung quanh nói với tôi rằng mọi thứ chỉ trở nên thật hơn khi nhìn thấy đứa trẻ trước mắt ôm vào lòng. Tôi đang hồi hộp mong chờ được gặp con, đây là một may mắn lớn trong đời, anh nói. Hyun Bin tiết lộ anh đang quảng bá cho phim mới Confidential Achievement 2 International. Tôi đã quay phim này rất chăm chỉ nên muốn nhiều người thưởng thức nó. Dự án kế tiếp cũng đã được xác nhận nên tôi đang chuẩn bị cho vai diễn của mình. Tôi vẫn tiếp tục với nhịp sống bình thường mà mình có, anh trải lòng. Son Ye-jin cắt tóc hạnh phúc khi sắp đón con đầu lòng. Hyun Bin tên thật là Kim Tae-pyeong, đóng loạt tác phẩm tên tuổi. Tên tôi là Kim Sam-sun, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ. Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Trước khi yêu Son Ye-jin, anh trải qua nhiều mối tình với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp như Hwang Ji-hoon, Song Hye-kyo 3 năm, Kang Shura 1 năm. Hyun Bin có nhiều dự án phim sắp ra mắt như The Appointment, Confidential Achievement 2, Harbin. Vợ anh Son Ye-jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh truyền hình cổ điển Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh. Đóng chính với Hyun Bin gần đây, cô đóng phim tuổi 39. Cặp đôi chính thức về chung một nhà từ ngày 31 tháng 3.